Trước tiên là cô chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước, lời chào thân thương nhất. Rồi là cô nói cho cô gửi, cô nghe rõ không? Dạ nghe cô. À, cô gửi lời tới hai vợ chồng thằng Khánh ở Cà Mau, à, với lại kênh Lâm Dân, rồi ông thầy thiền sư với cái người ở Tây Ninh. Bây giờ cô nói, bây giờ ngày hôm qua cô coi thằng Khánh, mày nghe được cái này thì mày ráng mà nghe nha, để hôm hổm mày chửi YouTube, mày nói này nói kia, mày nói là thằng Tuấn nhiều tiền lắm, tại vì cô cũng lớn tuổi rồi, tụi này nó đáng con cô không. Dạ Cô đúng mới rồi nghe cô. kêu nó vậy. À, bây giờ á, ngày hôm qua cô coi là con Linh nó đã lên, nó nói là cha nó giết mẹ nó, ba nó là giết mẹ nó 100% luôn. Bây giờ Khánh còn lời nào để nói nữa không? Đó, tiền bạc á, nói là Tuấn giàu lắm đó. Tuấn giàu cái gì, nói đưa cho con nó 80 triệu, có đưa hay không? Ngày hôm qua Linh nó cũng đính chính nó nói rồi đó. Rồi tiền 20 triệu của người ta ở bên kia, người ta chuyển về mà nó cũng lấy của người ta hết 30 triệu. Rồi cái nhà bên cái chị gì đó mới điện cho con Linh là chuyển về cho con Linh là thiếu tiền mẹ mẹ con Linh đó. Bây giờ còn Khánh còn lời nào để nói nữa đó. Bây giờ con Linh nó lên, nó đã nói hết sự việc rồi đó, để thôi Khánh nói này nói kia ha, ráng mà mở con mắt to ra mà nghe, mà coi ngoái cái lỗ tai cho sạch mà nghe con Linh nó nói nha. Chứ để thôi mà thằng Khánh lên, thằng Khánh cũng là dân côn đồ cũng như thằng Tuấn luôn, anh em nó là vậy thôi nha. Rồi còn cái ông thiền sư á, tôi gửi lời tới ông nha. Ông thiền sư 50 năm rồi nha. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông nói là em Hạ mắc cái nghiệp hồi kiếp trước gì đó. Bây giờ tôi hỏi ông nè, bây giờ con của ông Hạ là Linh với thằng Sơn á, kiếp trước nó là cái gì ông biết không? Đó, mà bây giờ nó bị cha nó đối xử như vậy, ông cho tôi biết là kiếp trước con Linh với thằng Sơn là cái gì mà bây giờ cũng bị cái nghiệp là phải không? Không, để ông nói, ông là 50 năm ông ngồi thiền ngồi đồ này kia, ông con người của ông á, ông ngồi thiền 50 năm mà ông còn sân si quá nha. Ông xuống núi đi, ông đừng ngồi thiền nữa. Còn cái kênh YouTube của thằng nông dân á, tôi nói cho chú nghe nè ha, chú bữa lên chú đính chính cho thằng Tuấn, hôm nay cái sự việc này con Linh nó lên nó nói, chú nghĩ thế nào? Chú nghĩ như thế nào? Bây giờ con Linh nó lên nó nói rồi đó. Rồi chú có nghe rõ cái lời con Linh nói hay không? Để hôm thôi chú lên chú đính chính, chú nói là thằng Tuấn không có tội. Chú chửi bên cái kênh của Hoàng Sáo này kia rồi ha. Chú nói bên Hoàng Sáo á hả? Mà Hoàng Sáo người ta hỏi lại hả? Chú ấp úng chú nói không được cái gì hết. Mà chú nói để công an vào cuộc. Thì để công an vào cuộc đi, tại sao lên kênh của Hoàng Sáo nói này nói kia chi vậy? Để cái tên là nông dân người ta chất phác thật thà lắm, chứ không phải mà nông dân mà đi lên soi bói những chuyện vậy đâu nha. Nghe chú nông dân, chú phải coi lại mình, phải coi lại mình, chứ còn chú đừng có lên mà chú nói cái gì đâu, không ra cái gì hết. Nói thì Hoàng Sáo hỏi lại thì chú có ấp úng, chú không trả lời được gì hết. Thằng Tấn cho chú nhiêu tiền vậy? Chú nói tôi nghe coi, Tấn cho chú nhiêu tiền để chú lên mà chú nói những lời không đúng nha. Thấy trước mắt rồi, vớt em Hà lên, em Hà nổi lên rồi, những lời của thằng Tuấn nói thì sao? Chú nghe chú cũng thấy rồi, chứ đâu phải là không thấy. Vừa nghe mà vừa thấy cái xác của em Hà nổi lên luôn, chứ đâu phải là không thấy đâu. Mà chú còn lên chú đính chính cho thằng Tuấn. Còn cái anh mà ở Tây Ninh á, tôi nói anh nghe nè,
ở ở xứ Tây Ninh á, ăn chay 1 tháng 10 ngày nha. Anh ở Tây Ninh là anh ở chỗ nào? Tôi ở Long Hoa nè nha. Anh phải nói cho rõ ràng sự việc, anh biết thì anh nói, còn anh không biết thì thôi nha. Anh đừng lên mà anh nói mà kiểu như anh binh tính nữa. Bữa nay anh nhìn thấy không, bây giờ tất cả những người đó hãy chống mắt lên coi và ngoái cổ lỗ tai cho sập, nghe cháu Linh nói ngày hôm qua. Cháu Linh nói mà cháu Linh rất là xúc động. Hôm qua con có coi không? Dạ có cô, con coi là Ừ. hôm qua là có ông chú điện cho con mà khóc luôn á cô. Nó nói nghe Ừ, cháu cô có Linh coi, nói. có cô có coi cái kênh của con mới ngày hôm qua, ông chú đó, tội nghiệp ông chú đó đó. Dạ. Không, Ừ, ý cô có là con coi. nói là có vị khán giả gọi điện đến con mà vừa Ừ. vừa nói mà vừa khóc luôn á, thấy bé Linh khóc mà chú đó không khóc luôn. Ừ, thì hậu qua là cô cũng coi là cô khóc luôn đó. Dạ. Trời, con coi coi làm cha để làm gì trời. Mà hôm nay bé Linh nó lên nó nói là bây giờ nó không chấp nhận Tấn là cha nữa rồi đó. Bây giờ có ai dám lên nói gì không? Kể cả dì Mười, dì Năm đó. Bên nội, nguyên băng bên nội luôn, không ai điện hỏi thăm Linh được tiếng nào. Còn cha nó điện về thì hỏi gì tới vụ tiền không? Số điện thoại của con mình mà không biết nữa là sao? ít Bây giờ nhiều thực gì sự là ít nhiều gì hả? là ít nhiều gì vụ việc này á, là vụ việc của chị Hà, nếu mà không ăn 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 năn hối cải về hồi hỏi thăm nom con cái, dạo này con học được không, dạo này đó vậy đó là con có ăn uống gì được không, con có ngủ nghe gì được không, hay là gì điện về là nghe bé Linh nói là vụ tiền bạc không, Ừ, vụ tiền bạc không mới điện. còn như cái vụ mà hồi nãy cô nói thì con dám ngắt lời cô, thì để cô chia sẻ là nói cái vụ mà đòi tiền đó, ổng đòi tiền là ổng lấy ổng giữ hết 30 triệu đó, là nói chung là nhờ cái chỗ làm ăn của chị Hà, người ta như vậy người ta cũng biết cái công chuyện trong cái vụ việc này nên người ta đưa cho ổng chỉ có 30 triệu thôi, còn lại thì người ta chuyển cho bé Linh đó. Chuyển cho bé Linh là 20 triệu mấy trăm hay gì đó. Hai Rồi chục triệu năm còn trăm chuyển đó là chuyển phần trước, cái đó là dính vô với 30 triệu của một Tấn á. Còn sau này chuyển nhiều nữa thì cô không biết. dạ Mà cô nói cho con nghe, thằng Tấn thành cha mà có đúng cái gì chưa? Đâu có đúng gì đâu. Ngày hôm qua đáng thì nó cũng đâu có về đâu. Cúng mà Hà mấy cái thất tình rồi gì nó cũng đâu có về. Mà đi về nó lại để làm gì? Còn bà ngoại người ta có nhà riêng mà. Đâu phải ở nhà chung với Hà, mà cái nhà đó nó đã ủy quyền cho con Hà rồi. Nó có quyền hạn gì nữa mà nó sắp ra nó cá cược. Tất cả những cộng đồng mạng ở trên nước Việt Nam và cả thế giới ngoài, người ta đều bức xúc hết. Mà hả, là chỉ có là 1.000 người mà chỉ có 100 người là phản biện lại thôi, là những người phản biện đó là đều là bên Tấn tất cả. Thấy cái bữa hơn cá được với thằng A Xin xong rồi á, là có dám đi qua cầu Vàm Cống đâu, đâu dám đi hả? Mà cô nói cho con nghe, thằng A Xin người ta là người dân nước lã, người ta A Xin với Thanh Hải, bây giờ Tính phải đứng ra cảm ơn người ta mới phải. Mà tại sao mà cứ bây giờ bấu vô A Xin để nói không? Các kênh YouTube đều bị thằng Tính với thằng Khánh đó, là nó nói này nói kia. Thằng Khánh bữa nay mày gán quá lỗ tai mày lên, mày mở con mắt to mày ra mày coi cháu mày nói nghe tờ Khánh. Mày là cái thứ gì ta không hiểu nổi. Còn con vợ thằng Khánh đó nghe, thằng Tấn nó giết vợ nó được á, mày coi chừng đó. Chứ để thôi mày xỏ mỏ vô người ta nói chuyện rồi mình dỗ có mỏ mày vô mày nói, mày coi chừng mày mốt thằng Khánh nó cũng giết mày như vậy đó. Còn hơn nữa, nó đem cho cá sấu ăn luôn á. Còn cho cô gửi lời tới cái người mà nói chuyện mà ma da nè, giang tôi. hồ táp táp. Ừ, táp táp nè, tôi nói cho chị nghe nè nha. Hoàng Sáo nó có nói gì được đâu,
toàn là chị ra chị táp nó không, chị y hệt như làng cá tra, tôi nói gì cho chị biết. Thôi đất ơi, chị nói thì cũng để cho Hoàng Sáu nói với, đằng này chị lên chị táp táp không, mà chị trở lại chị trách, chị nói Hoàng Sáu táp ông kia, mà ông kia không có đúng không. Chị lên á, tôi nói cho chị biết, tôi đi ghe là hồi tôi đi ghe nha, chứ không phải là xà lan, ghe mà ghe cây á, con biết không con? Dạ biết cô, hồi đó con Ừ, cũng có cô đi đi nữa ghe. con biết. Ừ, cái ghe bằng cây. Hồi lúc cô đi với gia đình của cô á, là cái ghe nhỏ, chừng khoảng ba mấy 40 tấn nè. À, sau này cô có chồng 21 tuổi á, là cô về cô mới đi được chiếc ghe lớn, là ghe hai vợ chồng cô đi là 200 mấy tấn nè. À, đó, mà có hai chồng cô đi thôi. Mà cô nói thiệt với con, cô chưa có biết con ma da như thế nào, hồi năm 14 tuổi cho tới 43 tuổi cô lên bờ cô ở. Cô chưa biết con ma da. Mà hả, cô với chồng cô hả, tới bến phải lội xuống sông lên bờ, cột đổi cột mà dây á, cho nó Dạ. chịu lại, chứ để hơi cái neo á, là mình xà lan thì nó khác, còn cái neo ghe mình nhiều khi nó cài rồi á hả, là mình ngủ không yên, để mà mình đậu đó đỡ, rằng mà ví dụ nước lớn nước rầm thì mình đi đó theo con nước á, mình phải Dạ. cột cái dây đổi bờ đó. Mà cô từng lội với sông, chồng cô từng lội với sông nửa đêm nữa không, cô đi về bên vật liệu xây dựng cát đá hả, mà chưa biết con ma da ra làm sao nữa, mà bà lên bà nói ma da em Hà chết vậy, bà chưa vừa lòng bà hả, hả mà bà nói là em Hà là mắc cái nghiệp phải con ma da kéo, con ma da kéo em Hà, rồi người người ta hả nói là hả nhảy sông tự vẫn, bà có nghe không, bà có nghe được em Hà nói không, mà ta ngu quá người ta nhảy sông tự vẫn. Bà nghe bà tào lao lắm, bà ăn rồi hả, bà nói chuyện đâu không ra đâu hết hả, bà nửa nửa nước ngoài nửa Sài Gòn hả, bà ngon lắm hả, bà biết ma da bà chỉ tôi coi coi, bữa nào đi với sông nè bà đi với tôi không, chỉ ma da tôi coi coi, lên ăn nói hồ đồ không ra cái gì hết. Còn cái ông thiền sư đó, ông tôi gửi lời tới ông á, ông phải nói là con Linh với thằng Sơn á, là hồi kiếp trước là cái gì vậy, ông nói cho tôi nghe nha, ông giải thích cho tôi nghe nha, giờ giờ nó bị cha nó đối xử như vậy á, hồi kiếp trước nó là cái gì, hai đứa nó là cái gì mà giờ bị cha nó đối xử như vậy, ông giải thích cho tôi nghe nha ông thiền sư. Ông hả tu hành gì, tu hành ai mà còn sân si vậy hả, tôi biết thì nói không biết thì thôi, coi vậy không thấy cảm động hả, em Hà bị vậy hả, rồi ôi gia đình người ta, trời ơi mẹ em Hà hả, em Hà về mà cặp mắt không thấy đường, hai ngày mà không vô nhà được hả, rồi hả đi về mà bị quánh gãy dây sườn, rồi nứt sọ hả, rồi sau cổ cúc bị mà bầm nữa, ông nghe vậy ông nghĩ thế nào, ông lớn rồi ông ngồi thiền 50 năm hả, mà ông nói chuyện đâu không ra đâu hết á. Như ổng ngồi thiền viết hồi là ổng lú á cô đó, Ừ. bữa đó con cũng có lên nói chung thì ổng ngồi, người ta thường ta nói đi đây đi đó, người ta nói đi một ngày đàng học một chặng khôn, nên ổng ngồi thiền mà ổng ngồi tại chỗ ổng không có học gì được, nhưng mà ổng chỉ học được những cái lú lẫn ở trong ổng suy nghĩ từ nơi ổng thôi, bùng phát ổng thôi. Viết hồi là ổng không có còn phân biệt được cái nào gọi là cái trắng và cái nào được gọi là cái đen, nên ổng Đúng có nghĩ rằng là ông Tuấn này đúng, nhưng mà thực chất là rồi. ông chưa biết phân biệt được cái nào đúng và cái nào sai. À, như dạng nhiều cái con còn lúc rồi thì con có chia sẻ lên một bé gái, một em gái đó đó là cái tuổi chạc chừng hai mấy tuổi thôi, nhưng mà cái bé gái đó nó rất, tại vì em gái này có ăn học rất là hiểu chuyện, còn Nhỏ đó, cô nhỏ đó rồi nó phân tích này á. dạ tuy là em này rất là nhỏ tuổi đó, mà cũng như dạng là có xem qua những cái đoạn clip mà anh em YouTube chia sẻ lên về vụ việc của chị Hà này á, là em còn thấy còn bức xúc nữa mà đó, mà còn người ta cũng phân biệt được cái nào cái phải cái quấy, mà ông thiền sư này là con thấy là ổng tu viết hồi là như dạng lú Con biết đó. không, ổng tu biết là ổng ngồi thiền đó, ổng bị tẩu hỏa nhập ma á hả, ổng hả người ta, bởi người ta nói trẻ khôn qua già lú lẫn là ổng, Dạ. mà người ta lú lẫn thì đó người ta cũng còn nhìn ra, còn này á ổng lú lẫn biết rồi, mà ổng lên nữa hả,
ổng trời đất, tôi nghe nói là thiên tức, ổng sân si chi vậy ta, Dạ. người ta đã gia đình người ta khổ muốn chết rồi mà ổng sân si đó. Bữa nay hen, ông chống mắt ông lên nghe, rồi ông ngoái lục tai cho sạch để ông nghe, rồi qua em lên, cháu Linh lên nói đó. Nó từng tấn tương á, nó không nhìn nhận tấn thà cha đó, 100% là ba con giết mẹ con đó, ông nghe chưa, ông nghe rõ chưa, ông Dạ. nghe rõ chưa ông thiền sư, tôi gửi lời này tới ông đó cho ông biết, để ông thôi hả ông tu hạnh gì, ông ngồi thiền rồi muốn lên nói ai ông nói hả, ông bao che cho ông tính hả, đặng mai mốt được nước nó làm tới hả. Ta Ông thiệt ông người ta thì nói có nói là thường người ta tu là thường tu, những cái đầu tiên là tôi phải có tu tâm nè, là cũng phải có cái dự tánh. Mà ông tu tâm mà cái tâm ông chưa hướng về bên Phật, mà ông chỉ tu tâm mà ông còn hướng về bên gia đình, qua gia đạo của chị Hà và anh Tấn, là có nghĩa là cái tâm ông còn chưa tịnh. Cái tâm đó là cái tâm nhiều chuyện. Cái tánh mà cái tánh của ổng ổng cái tánh của ổng cũng đâu có tịnh đâu, tu tâm mà dưỡng tánh mà cái tánh cũng chưa có tịnh nữa. Cái tánh của ổng là như dạng cậu, như dân dân gian người ta kêu á, là cái tánh nó là như dạng là cái tánh mắc nết, còn nhảy dựng đó cô. Chuyện của người ta mà ổng sao mà ổng coi, mà cô Mỹ chắc cái này chắc cái ổng bị tính mua chuột nữa hay gì rồi, chứ còn ổng không có coi YouTube, ổng nghe tính nói gì rồi ổng lên ổng nói thôi, chứ ổng không có coi YouTube mà từ đầu mà vớt em Hà lên này như thế nào. Cái cốt thiết má. Nói chung là mấy bữa đó con cũng bức xúc cái ông thiền sư này lắm, tại vì á ổng nói rằng á là ổng một vị thiền sư ở núi Sam, núi Sam hay là núi Cấm gì con cũng quên rồi. Con nói chung là mấy người đó là nói Thì giờ trên núi chuyện thì được rồi. không có để kính nể lên, mình không có muốn nhớ mà để trong cái đầu óc của mình. Là ổng làm như vậy là giống như trang cũng bôi nhọ cái chân một cái vùng đó của người ta. Con thấy chỗ đó thường từ núi Sam và đi vô núi Cấm người ta tu, người ta con nói thiệt là con có từng đi chùa trên đó rất là nhiều, tại vì con là như dạng nguồn gốc, con là nguồn gốc An Giang mà đó. Con đi vô trong đó con đi nhầm khi con gặp những vị đạo sĩ thôi, là những vị thiền sư ha, người ta toàn là ta nói về đạo hay này nọ, người ta không có nói gì liên quan ở bên ngoài. Ví dụ như con không hiểu chỗ này, ông chỉ dạng như dạng giải thích là những cái ý nghĩa trong cuộc sống, chứ ông không có nói chuyện gì ngoài đời. Đúng rồi, ta tu vậy ta mới tu chứ ai như ổng vậy, thiền sư ngồi 50 năm vậy lên còn giới thiệu ra nữa, không biết mắc cỡ. Còn hai vợ chồng Khánh mày nói cho tụi bay biết nha, tụi bay cũng là dân côn đồ hả, tính giàu bao nhiêu cho tụi bay giàu, nhưng tụi bay sống mà không có đức hạnh nha, trời lấy là hết à, cho tụi bay biết chứ đừng nghĩ tụi bay đi à, xà lan tụi bay giàu hả, giàu nhiêu dữ vậy, tôi nói cho tụi bay biết nè, má thôi à, bà còn sống mà nói nha, cái đức á, nó thắng cái tài á, cho mày biết vậy á, chứ mày đừng tưởng mà có tài là mày hay lắm hả, có đức không sức mà ăn nha. Hai chồng mẹ ráng mà bữa nay á, tụi bay á, lên YouTube tụi bay coi đi, mở con mắt to ra lấy cái kim á, 2 cây 4 cây vợ chồng bay trông lên cho cao lên, ngoái lỗ tai sạch á, ra mà nghe con Linh nói đó, giỏi làm gì nói làm đi. Cái vụ việc này á, con Linh ngày hôm qua nó lên YouTube vậy á, là tất nhiên là bên á hả công an chính quyền người ta cũng biết rồi, ta cũng nghe chứ không phải người ta không biết mà không nghe đâu, rồi người ta cũng xử chứ đâu phải người ta không xử, không cái vụ gì mà bây giờ là mà cái vụ này là cô thấy là không phải nói chứ, trời ơi vụ này dữ dằn luôn á, vụ này dữ dằn nhất luôn á Bây giờ tôi nói thiệt, con. cái những mà có mấy chú mấy anh mấy chị mà từ nước ngoài gọi về cho con và chia sẻ những cái thông tin này đó, là từ nước ngoài người ta cũng vẫn biết, nào Hàn Quốc rồi, nào Malaysia rồi, nào con nói thiệt nó rất là như là nó tràn cả tới nước ngoài luôn, người ta còn xem được luôn, người ta cũng thấy luôn. Hôm qua cái thằng Thạch Cao nó cũng nói chuyện với Lợi Nguyễn á, bên Campuchia đó, nói thằng nói tiếng 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 miền á, trời ơi nó mà gặp đường tấn chắc nó ngoài đầu tấn nó quấn cho bồm đầu luôn đi,
qua bển, dám qua Campuchia, 500 anh em nó quấn cho tào máu bển luôn, bỏ tật vậy mà lên. Bởi vì con Linh nó nói mà không biết xấu hổ cái máu rồi, bởi vì không có bỏ được, bởi thành ra nó cá cược với Achin. Achin là người ơn mà sao mà không nhìn lại tính hả? Mày để tóc tao coi còn được được ha, mày cạo cái đầu tao nhìn mày giống cái ghê quá, nhìn mày giống cái gì á, đã dữ rồi, hung dữ rồi mà cạo cọc cái đầu còn dữ thêm nữa. Tao ơi, để Linh nói mà không biết năn nhục ha. Mà ba con nói là hả, tiền hổm gầy mướn ghe đồ đi 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 kiếm mẹ con. Tụi tao nghe tao mắc cỡ gì đâu tính. Trời trời, mình làm chồng tiền của người ta đang cắt sắt lấy hết rồi. Mà tại sao á, nói là bữa thằng quấn lộn nói với con Hà con dằn co cái vụ chìa khóa. Mà tại sao nó có chìa khóa nó không mở mà đi cưa cắt sắt, có lẽ là nó đâu có biết cái mật mã đâu để nó mở. Dạ. Yeah. Con thấy cô nói vậy phải không? Đâu có biết mật mã đâu mà mở. Tại vì cái két sắt này là của con Hà đâu phải của nó. Mà tiền này của con Hà, thành ra con Hà nó mới mua két sắt nó để vô, là mật mã nó mới không cho thằng Tấn biết, mà giả là thằng Tấn nó đâu có ở dưới xà lan đâu. À, như vậy là có nghĩa là chứng tỏ là sống sao mà để chị Hà như vậy là cũng hiểu rồi. Chứ ví dụ như cô nói con nghe, ví dụ mà vợ chồng mà lo làm ăn thì ví dụ như giờ á, là ví dụ như mật mã là nó cũng biết. Ví dụ như là Hà ơi, nay anh cần nhiêu tiền đó, anh đi cái này cái kia cái nọ gì đó, đưa cho anh nhiêu á. Còn đằng này nó dễ hả, vì nó quấn con Hà mà gớt với xong ở trên Lục Bình, ở trên kho 10, kho gì, kho 9 gì đâu trển nữa, mà tới công an ấy. Hỏi chứ, đồ cái thằng này, tắt đây nè. Trời ơi, nghe nói chừng nào là càng tức chừng đấy. Đâu có phải là quánh ở trên xà lan đâu cô, quánh xà lan trên xà lan không đâu, đánh tại nhà nữa mà, có mẹ chị Hà, anh chị của chị Hà ở đó luôn mà nhào vô đánh luôn đó, mà còn hăm he anh chị của chị Hà nữa đó. Mà vậy mà hồi cái bữa không mà công nhận thấy ảnh bữa đó thấy tội nghiệp ảnh thiệt. Ảnh lúc mà ảnh về á mẹ, chứ lúc mà về mà an táng, lúc mà an táng chị Hà đó là ảnh về cái mặt ảnh buồn xo, mặt cũng gũ, phải bịt khẩu trang, đội nón nữa. Nói chung thì tội nghiệp là ảnh khúc đó là tội nghiệp, là có nghĩa là tội nghiệp cái tội chưa xử á. Là như dạng là ổng diễn mà con thấy tội nghiệp chứ ổng diễn nói chung là quá tệ. Ai cũng vậy hết, ai cũng nói vậy hết luôn. Cô nói cô nghe nè, vợ chết rồi là lúc nào chồng cũng phải đội tang hết, mà chồng là tiếp khách nữa, chứ không phải là mà chồng mà như thằng Tấn. Ai mà kỳ cục như thằng Tấn vậy? Dạ. Trời ơi, về đưa cái đầu cọc ra đó, không đội tang không gì hết á hả, mà trở lại mà còn mà nói Achin nữa. Trời ơi, công an hả, mày lên công an mời mày lên. Trời ơi, kia vậy trời, người ta là người ơn của mình mà sao mà tự nhiên đi nói vậy, cô không hiểu luôn á. Quá trần tính này luôn. Mày hai vợ chồng Khánh nghe, cô mà tao mà tao nói cho hai chồng mày biết một lần nữa nghe. Hai đứa bay bữa nay mở YouTube lên coi nghe, mở con mắt lên cho cao mà coi mà nghe con nó nói nghe. Rồi đó, tụi bay đừng có nói tới mấy người YouTube đó, tụi nghiệp người ta nghe. Những người YouTube nào không phải tụi bay nói, còn những cái YouTube người ta đi làm việc thiện, hai vợ chồng mày đừng có ăn hiếp người ta nghe. Tao nói cho tụi bay biết, không phải tụi bay có tiền mà tụi bay ngon đâu nghe, tao nói cho tụi bay biết nghe. Tụi nói, bay có tiền tụi bay ngon đâu. Tụi nói cái vụ có tiền, ảnh còn nói là gì, người ta có tiền người ta có quyền nói, còn mày không có tiền đúng rồi, bữa đó nói vậy đó, người ta có tiền người ta có quyền nói, còn tụi bay không tiền tụi bay không nói. Đợi tao nói cho mày biết trước nha mày Khánh, tiền của mày là mày ăn bằng ăn không phải rồi ha. Tao cho mày hay ông trời lấy lại hết liền giờ nè, tao cho mày ha. Gia đình bên nội ha, nghe nên nói không, không ai điện thoại hỏi thăm nhỏ một tiếng hả. Người ngoài, người dân nước lã trong cộng đồng mạng là người ta coi mà người ta rớt nước mắt, người nào cũng rớt nước mắt hết, khóc tội nghiệp nhỏ hả. Mà bên nội gì kỳ vậy? Ủa bộ Khánh, tao hỏi này cơ Khánh, bộ mẹ mày á là bà nội của Linh á, bộ mà căm không biết nói hả Khánh? Đã căm hả, bà bị căm hả, bà có bị bệnh gì không vậy?
mà sao mà cháu nội bả vậy mà bả không không điện thoại hỏi thăm mà bả không nói gì tiếng nào hết vậy, không qua hỏi thăm chị xui rồi luôn, rồi đám tang hình như nghe nói có đi mà đứng đâu ngoài á. Trời ơi, người ta cũng hỏi nói chuyện với chị xui đồ, thôi chị xui ơi bớt buồn này kia đồ này kia nọ đồ, rồi hỏi thăm linh đồ này kia đồ, trời ơi, không nghe bà nói gì hết. Chắc bà mà mẹ mày căng hả cái anh? Trời ơi, chưa từng thấy ai mà bà nội vậy hết, trên đời này tao mới thấy mấy người thôi á, không ai vậy hết. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ, trời ơi 18 tuổi rồi. Ta lên ta nói chuyện đứng đáng, trời ơi xứng đáng cái câu nói của người ta luôn. Như theo trong con thấy cái vụ việc của chị Hà này á, là con thấy như con nói như giả tỷ ha, người ta nói á, mất mẹ thì còn cha, mà mất cha thì vẫn còn mẹ. Mà cái này đã là bé Linh này á, là với bé bé Sơn á, là đã mất mẹ rồi, nhưng mà cũng còn chấp nhận bỏ luôn người cha luôn. Là không lẽ là mình sống như thế nào mà để con cái mình, để mà không tin tưởng mình mà còn khẳng định mình luôn, là khẳng định là cho anh Tuấn này là một trăm Mẹ phần trăm ba giết kia, ba giết mẹ, cái bé Linh khẳng định là ba con giết mẹ con 100%, 100% luôn á, con nghe rõ không, nghe dạ Linh nói không, 100% luôn á, ba con giết mẹ con, nó nói mấy lần lận chứ bộ. dạ Trời ơi ai mà rồi còn biểu với con Linh đi xuống đi với nó đi, đặng nó giết luôn Linh hả, mày dụ hả, mày dụ Linh đi đặng mày 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 giết luôn nó hả, mày giết mẹ nó chưa vừa dạ hả Tính? Trên đời này tao nói á hả, cho thằng Khánh với thằng Tính nghe nha, tụi bay khôn có người khôn hơn nha, tụi bay giàu tụi bay có tiền, có những người người ta giàu có tiền hơn tụi bay gấp 10 lần nữa kìa, mà người ta không có khoe của vậy đâu, mà người ta lo cho gia đình người ta, trời 100.000 tỷ luôn của người ta luôn á, mà người ta không khoe luôn á, người ta giàu cỡ nào tụi bay giàu bao nhiêu mà dữ vậy, đi cái nghề sông nước đó nghe mày, Khánh đó nghe mày, mày đừng có lên mặt đó nghe, mày đừng có chửi mấy người YouTube á, mấy người YouTube ăn hết của ông nội mày đâu, mình chửi người ta, người ta lên người ta làm việc thiện á, mày chửi người ta. Rồi bữa nay á mày thấy Linh lên nói mày mày có mắc cỡ không, ngoái lỗ tai mày ra nghe Linh nói mày có mắc cỡ không mày. Ông lúc đầu ông hỏi anh Lợi Nguyễn á, anh nói lỡ riêng chuyện này xảy ra mà nó ông Tấn này không có gì rồi em có nhục không, anh Lợi Nguyễn anh nói nhục 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 rồi xong chưa đã. Rồi khi mà anh Lợi Nguyễn hỏi ngược lại ổng, ví dụ như mà ông Tấn này ông nếu mà có thật sự là như vậy rồi anh có nhục không, ổng không có trả lời được. Mắc cỡ không? Mà hồi đầu lên là giấu nữa chứ. Hỏi anh ai phải anh có Tính không? Giấu. Giấu rồi có cuộc cần Lợi Nguyễn đó. Thằng nó công nhận nó hay á. Mà nó lên nó phân tích cho cô nghe cũng hay nữa đúng không? Dạ. Lợi Nguyễn người ta nói chuyện rôm rả luôn á. Mà người ta không thấy không? Tại sao người ta tìm được số điện thoại của anh Khánh? Ta mới giỏi chứ. Chứ không phải như nó mà đợi mà lên tới mà mạng rồi chiếu cái điện thoại ra rồi nó mới thấy mình nó mới gọi điện. Ồ cô thấy Tính cô mắc cỡ, hẹn ai xin đã kết cuộc ai xin người ta chạy qua, người ta đi một mình một ngựa qua tới cầu Vàm Cống mất tiêu. Trời ơi mấy người này không biết cái gì không hiểu, cô không hiểu nổi luôn. Rồi mướn tới cái âm vé số, mà biết phải cái âm đó là vé số không, mướn người nào giả vé số cho ai mà vé số. Làm như Cô là nói con nghe nè. dạ Hả? à, cũng làm còn nói chuyện ra là thấy cũng phi lý. Thường mà một cái quán nước á, thường cái bàn đã cách xa nhau dữ lắm, đâu phải như dạng là cái bàn vô đó mình ăn như dạng ăn uống đâu. Thường thường như dạng cái bàn như dạng bán quán cơm hay bán gì này nọ thì có thể cách nhau chưa được 1 mét thì còn cũng còn tin. Còn mà cái này mà cái quán nước nói là rõ ràng là cái quán nước mà thường cái quán nước người ta cách xa nhau lắm, khi mà người ta bàn công chuyện cớ sự gì này nọ này cái này nọ á, là cái này cái quan trọng lắm cho bộ, không lẽ người ta chơi ý để cho nghe được như vậy sao? Mà trong khi đó trong quán nước thì nó rất là ồn ào, những vị khách người ta đến người ta ngồi uống nước đó, mà ông nghe được hết luôn, nghe rõ luôn, cũng hay. Cái này là con biết hả, tính toán trước hết rồi, mướn ổng bao nhiêu tiền á, kêu ổng lên mà nói
chứ có quán nước nào đâu, có đi đâu đâu. Ổng đếm với số, người ta bán cái số hả, người ta chạy còng lưng luôn, người ta sợ chịu ế với mẹ luôn. Còn ổng hả, cả trăm, hơn cả trăm tấn mà ổng ngồi đó, ổng ổng nghe chuyện nó dấp, nói cái đó ra là biết nó dấp rồi. Thì có nhiều người lên nói cô nghe cô tức lắm, mà điều cô không có, nhiều khi là mình không muốn nói nhiều quá là cái mình cũng là người ta nói mình tại sao mà đó, cũng như là mấy người kia Khánh đồ nó chửi mấy người lên nói này nữa kia, hoặc là người này người kia nói này nữa kia gì đó, cô cũng không muốn nói. Mà tại cái này cô thấy cũng dữ rồi, dữ lắm rồi đó. Bữa nay á tôi gửi lời tới hen, trên cộng đồng mạng này hen, những người hen mà theo ông Tấn khoe phía với ông Tấn hen, vì 10 vì 5 dựng 10 dựng 5 dựng 9 gì đó ha, tất cả ha, mở con mắt to lên nhìn con Linh ha, bận bộ đồ tang ngồi đó ngoái cái lỗ tai ra cho kỹ, nghe con Linh nó nói 100% ba con giết mẹ con đó, nghe kỹ đi, nghe cho rõ nghe. Bữa nay là mở YouTube lên coi lại đi, chứ trên YouTube ngày hôm qua người ta cũng chiếu mấy lần lần để thì mình coi đó, mở lên coi đi nha. Bà năm cái miệng bà hả, ngoái 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 nói chuyện thôi. Trời ơi cái bà đó mà hiền á, ông nội tôi mới hiền, chỉ có mẹ ăn Hà là thấy hiền thôi, chứ cái mặt bà năm với bà mười hả là hết xài luôn. Bà này bà năm á, cũng có mấy cái vụ châm điện châm gì đó á, làm như người ta không nghe á, nghe hết luôn. Mà bà ỷ có tiền, bà chung ra hồi thời đó không có YouTube, ta không có quay lên nó nhẹm được, chứ gặp giờ coi biết. Bây giờ trời cũng trả báo bà đó con, cho cái vụ em Hà này nè, giữ dằn lên cho bả, giờ cho bả hả, bả giờ chắc bả nằm đêm bả ngủ không được đâu, con nghĩ vậy đó. Bả nằm đêm chắc bả cũng suy nghĩ nhiều lắm luôn. Bây giờ bạn ngủ chắc bạn ngủ bằng tầng mở mắt không cô ơi, ngủ với hồi nó là như dạng không có còn được nhắm mắt nữa. Tôi con biết làm sao không, ngủ cái em Hà về đứng lên kêu dì Năm ơi, dì Năm, dì Năm nói thương con quá mà sao dì Năm đối xử như vậy, dì Năm trời ơi tức. Thì 10 nữa đó, mà 10 đó 6 12 6 xong cái 12 giờ à, con thấy không, lòi ra hết, lòi ra hết, lòi ra hết luôn đó. Còn gì nữa đâu, rồi bữa nay con Linh lên nó khẳng định vậy nữa là cái gì rồi. Rồi rồi, rồi giờ gán đi nha, gì 5 gì 10 rồi đó, dựng 10 dựng 9 rồi đó, gán đi đó. Bữa nay tôi lên đây tôi nói cho hả cái dạ tôi nha, để hổm cài tôi cũng không có nói, tôi thấy làm quá rồi nha. Bữa đám tang Hà mà bà về mà nói cho dữ, bà nói đủ thứ hết nha, không chừng bà cũng thiếu nợ Hà nhiều lắm nghe. Mà Nam, bà Nam bà trả cho ông Hà đi, chứ con Hà nó theo bà bằng ăn không có được đâu, nói cho bà biết bà làm ăn gì cái ông Hà theo tính đó rồi. Bà thấy Hà cái rồi bà chùng bước lại rồi giết. Tôi nói bà hả, bà bệnh tâm thần luôn, bà đi vô tâm thần bà ở luôn đó, chứ bà không có bằng ăn gì được đâu nghe mà Năm. Tôi gửi lời tới bà nghe mà Năm, thôi vậy thôi nha con. Cô cũng chúc con ha khỏe khoắn dồi dào sức khỏe lên, nặng con đi làm những cái việc thiện trên đời này. Rồi con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, những lời chia sẻ cô thì cho con được xin phép con cho đăng tải lên ha cô. Con cứ đăng đi, cô không sợ ai, đăng đi, đi lên Long Hoa là kiếm cô cho mình nè, lên Long Hoa là kiếm cô đó, cô không sợ ai cơ, nhất là cái ông thiền sư cô tức ổng dữ lắm luôn á. Còn Khánh á, tao nói đó, mày cứ muốn gì mày lên Tây Ninh mày kiếm tao.